Hả? Tao cũng thế, nếu mà cắt đi là cũng bị như đấy đấy. Mày trên nó to á. Xin vẫn xấu. Niềm tăng bây giờ là người ta nhá. Ừ. Bây giờ anh kia em bảo như này. Ừ. Bây giờ nhà anh Huy em bảo như này, nếu bây giờ tăng em nhiều là phải bỏ hai trên hai dưới. Ừ. Thì mới niềng được à? Người ta niềng vào mà bỏ 2 năm 3 năm niềng một số. Ôi nhìn là sợ. Tính như răng lợi là đau mà. Đau lắm. Thế là bảo đau lắm. Cả tuần ăn cháo trời ơi thế thì chết. Thôi chồng không chê. Chồng vẫn yêu là được. Đẹp. Đẹp. Thôi mình cứ vệ sinh đẹp. Ôi dồi ôi, đang nhiệt đâu quá. Mày, à thơ mày nào có gói đi, đi rẻ rẻ ấy nhá. Ơi, ví dụ con lớn được là tao đi cùng mày được ý. Đấy, nhà tao nha, tao đi để. Nhá, ví dụ nhưng mà con lớn. Lớn chắc... đéo gì như này đi được hết, nhà Hà này con mấy tháng cũng phát hết. Đi cả con đi á. Muốn cho nó. Muốn cho nó ở nhà ấy, xong mình đi nó mới. Thuê hai quả xe, thuê quả xe 16 hai nhà đi này. Mình đi nó mới rảnh. Đi nước ngoài cơ mà. Đi nước ngoài chưa được. Ừ, đang nói chuyện là kiểu bao giờ sau này này. Sau này đi thích đi lại. Đây. Béo mười mấy triệu đi thôi. Thì mày đi, ta đi theo nữa. Đi để tao đầu tư cho con học cái này nói được cái này đi. Thế thì đầu lắm. Nhưng mà nhà hay đi du lịch. Hay đi du lịch ở trong nước hả? Tao chưa biết chồng mày kiểu gì. Hay đi du lịch trong nước hả? Ừ. Tao chưa biết chồng mày kiểu gì. Đi là được. Đi thì hai ông ấy ít tuổi thì chắc là cũng không hợp ý. Học cả nó vẻ ăn cùng nhau. Bây giờ một thằng cứ ăn, thằng cứ uống thì đi sao được nhỉ? Ừ. Rồi làm đi phải có chuyện nói cùng nhau chứ đi. Chuyện gì nói đi gì đi. Vào mẹ sao? Nhà tao thì hay đi cùng nhà Hà nhà. Sao con? Ừ. Ở Hưng Yên mà. Ừ, ra mẹ xem nào, làm sao ai treo con? À thế á, thế ra mẹ xem mẹ xử lý cho. Ra mẹ xử lý nhá. À thì đi biển hay đi đâu thì tóm lại là cứ ới mà đi thì. Con chào mọi người. Con chào mọi người. Con chào mọi người đi. Con này là cái thằng 5 tuổi, số này cầm tay con nhà Hà chạy tóc hơi. Con nhà Hà 7 tuổi. Sau mình bảo là nhưng mà chị là 2 tuổi thôi, chứ mẹ cũng hơn 2 tuổi đấy. 5 tuổi biết lập luận thế, 4 tuổi cũng lên 4 tuổi biết lập luận thế mà. Mà mẹ cũng hơn 2 tuổi đấy nè. Thế nhỉ?